Không, mà lúc con nổi tiếng là ở quê là chắc hàng xóm vô nói hả má? Ừ, hàng xóm người ta coi rồi người ta nói trời ơi, bà chạy qua hả con, bà có cái thằng trai sướng quá, sướng quá tôi mừng cho bà. Đúng là khi là anh nổi tiếng một cái là coi như là qua một cái trang mới sáng rực rỡ luôn á. Hồi xưa thì ban đầu á, em đi hát, bắt đầu đi hát á, cũng lâu lâu cũng có gọi về cho mẹ một hai lần, ví dụ như là mình được lên tivi á. Hồi xưa thì em hát top ca nhóm gì anh, hồi đó em nhóm Giai Điệu Xanh. Giai Điệu Xanh. Nhưng mà lúc đó hát top ca mỗi lần quay hình nó không có thấy mặt mình hết. Bao nhạc kiếm nó chết luôn vậy đó. Nhà gọi hoài cái ủa sao mày đâu rồi mà tao không thấy đâu hết vậy. Cái ủa con mới vừa hát xong mà. Cuối cùng là không thấy, mình quê quá, mình nghĩ là thôi lần sau không gọi nữa. Mẹ vui, mẹ cho con hỏi khi nào anh Hiếu hát ngoài sân khấu mẹ lên mẹ làm khán giả không? Có, hồi xưa là có anh Hiếu có về quê. Dạ. Có hát về quê mình luôn. Về quê Buôn Mê Thuột á. Lúc đó là ngôi sao chưa cơ, chưa má. Chưa nổi. Chưa là ngôi sao, chưa nổi luôn. Lúc lên hạt á thì cô đứng ở dưới này. Dạ. Đứng dưới này thì nhiều lúc đâu có dám nghe đâu, đâu dám coi đâu. Ủa sao kỳ vậy? Con sợ á, sợ nhiều lúc bệ. Sợ đâu. Sợ hát nhép thì bệ. Sợ hát bệ. Sợ hát nhép. Lúc đó có hát nhép mà mẹ sợ vậy? Không. Nói giỡn đâu, ý là mẹ thấy nhiều khi hát mà thở. Hồi hộp quá. Hồi hộp giùm cho con. Hồi hộp quá, cứ thở rồi thấy sợ quá. Xong là cô nẹ cô đi coi khán giả nói như nào. Trời ơi, thấy thương như đi thám thính. Rồi đi xung quanh á, đi nghe thử tình hình người ta nói. Mẹ sợ nào. Nhiều gái nhỏ nhỏ không à, ví dụ như sợ rách quần hoặc là nhảy bị cái gì đó. Sự cố không thật sự em chia sẻ với chị thật lòng luôn. Cái đó là cái nỗi lòng của người mẹ đó. Lo lắm. Sợ lắm, sợ đủ thứ. Khi nào mà hạ xuống rồi khi đó nó mới trái tim bắt đầu yên lặng lại. Nhưng em mà bây giờ là thay đổi rồi, giờ là không phải là dễ thương lo như vậy. Dễ thương hồi xưa là lo vậy. Em đến bây giờ cũng vậy nè, thật ra cũng có những cái chương trình này kia nọ mà chính bản thân em cũng không dám coi là em luôn á, chứ đừng có nói làm chi mà tại vì cái gì mà mình mong chờ nó quá, mình yêu quý nó quá, mình rất sợ nó vỡ đi. Do sợ nó bể đi rồi mình mất cái đó thì đúng rồi. Rồi cô còn nhớ cái khi mà anh Hiếu nổi tiếng cái tháng lương đầu tiên á mà anh Hiếu gửi về cho cô là nhiêu tiền à? Nói chung hồi đó cô vô Sài Gòn hiệu quả nổi. Dạ. Mà ơi thôi bây giờ mình đi siêu thị đi. Trời ơi, là đủ đi siêu thị, là đủ má đi siêu thị. Đi siêu thị, đi sắm đồ á, nhưng mà cô nói không má nhiều đồ lắm. Trời ơi, má nhiều đồ lắm. Má nhiều đồ lắm, nhưng mà anh Hiếu cứ bắt là nói thôi giờ má phải sắm cái gì cho con vui lòng. Con mới lãnh lương. Trời ơi. Nhưng mà cô rất là xúc động. Dạ lúc đó là cô nhớ anh Hiếu mua cho cô cái gì? Thì cô lừa gì thì anh Hiếu trả tiền cái đó. Dạ. Nhưng mà cô mua chỉ mua một bộ thôi để cho Hiếu vui thôi. Dạ. Khi mà cô nghe anh Hiếu, cô thấy giọng hát anh Hiếu hay không? Có góp ý gì cho anh Hiếu giọng hát của mình không? Cô bây giờ thì cô không góp ý, nhưng mà hồi xưa thì cô góp ý. Dạ, ngày xưa cô thấy cái giọng anh Hiếu làm sao? Hồi xưa thì nói chung, thí dụ như lâu lâu Hiếu cứ gọi điện về cô. Thí dụ nói là con hát vậy mà thấy được không? Dạ. Cô nói thì bữa nay thấy được rồi, nhưng mà thể lực yếu. Thể lực yếu? Thể lực yếu là hồi xưa á. Dạ, ngày xưa con vậy, mẹ con nói thôi mày diễn vui duyên quá mày. Mà ở ngoài người ta nói ồ mày diễn được, mà mẹ lúc nào nó thôi mày diễn duyên cái miệng, thiết chế cái miệng lại, điện lên con góp ý hoài. Sao rút kinh nghiệm, tại vì mẹ mỗi lần tư vấn cái bài nào á, mẹ khen hay ra là thắng hả? Không ai coi hết. Ủa là sao vậy? Có nghĩa là mẹ tư vấn mẹ thấy bài đó hay. Mẹ cái bài đó thấy mẹ hát hay á, cuối cùng đưa ra không ai coi. Tại vì thế này nè, cái tuổi tác giữa tụi mình đó chị với lại mấy đứa trẻ là một cái khoảng cách hơi xa, mà Hiếu á thì là cái dạng là sôi nổi, là trẻ trung, thành ra là mẹ rất hát mấy bài cũ. Đó đúng rồi đó. Vậy ngoài cái nào góp ý giọng hát của anh Hiếu, cô nào cô góp ý về trang phục rồi cách mắc cúp rồi tóc tai như nào cô? Cái đó cô cũng có hay góp ý. Thí dụ như đi ra mà tóc nó hơi xấu thì cô cũng góp ý. Cô giống này Hiếu nó nghe không chị? Nghe. Nghe hả? Có nghe thì má nhiều lúc nói cũng đúng. Tại vì nhiều khi em thấy mặc đồ thấy được thì má em xuống kêu là ok đồ này được thì mình tự tin hơn khi ra ngoài đường. Hiếu cũng rất là hạnh phúc là có một cái người mẹ cũng giống như một người bạn luôn á. Đúng luôn. Rồi. Không thì dù sao luôn. Em cũng có stylist, khi mà mặc đồ đi ra thì stylist chọn trước, xong rồi ra mẹ chọn thêm lần. Đó thấy chưa? Trời. Hai ba lớp luôn. Hai ba vẫn xấu như thường. Cô ở nhà anh Hiếu là thích ăn món gì nhất cô? Trưa chị ăn cơm, còn sáng thí dụ như 2 tiếng sau là cứ ship
ship ăn ăn vặt á. À, ăn vặt. Ăn vặt á, thí dụ như thích ăn món này rồi 2 tiếng sau thì ăn món khác. Là ăn thôi. liên tục vậy. Dạ, thì chỉnh là buổi trưa ăn cơm thôi. Chỉnh là buổi trưa. Còn ăn vặt là cứ ăn ngày 2-3 lần. À, mỗi lần mẹ nấu á, thì mình hay đứng đó bóc đồ ăn không mà ít khi nào mình chờ vô tiệc mình mới ăn lắm. Tới khi vô một cái là no luôn rồi, không ăn được. Ở nhà anh có siêu tập thể dục thể thao không cô? Cũng có thỉnh hả? Thoảng khi ăn nào... vặt nhưng mà cũng có tập đúng không? Có. Ăn vặt mà không tập là thè lè ra luôn nha. Nhưng mà cái này ăn vặt như từ nhỏ không chị hay là bọn... Dạ, nhỏ cũng hay ăn vặt. Em thích ăn mấy đồ nhỏ nhỏ không à? Ví dụ như chè, rồi rau câu, rồi bánh tráng trộn, rồi... Vậy hả? Kiểu... kẹo mút, nách. Cái tánh tình của nó con gái quá ha. Nhưng mà nó rất là... Nhưng mà rất là đàn ông, tức là nhưng mà lại bản lĩnh, cứng cỏi. Anh Hiếu có bạn gái chưa cô? Anh Hiếu chưa? Chưa luôn. Chưa có bạn gái. Hiếu ơi, sao tới cái này mà anh Hiếu mặt căng căng vậy? Hả? Anh thì sao vậy? Đây cũng là ai cũng hỏi, ai cũng thắc mắc hết. Fan của anh cũng vậy, cái bản thân em cũng vậy. Rồi chừng nào anh có nửa còn lại. Thì thật ra thì ai cũng muốn lập gia đình hết á, nhưng mà mẹ cũng nói hoài à. Suốt ngày mình biết là mẹ cũng có tỏ ra nhiều khi cũng khó chịu luôn á. Kêu thôi bây giờ mày làm gì làm, chứ cái gia tài lớn nhất tao nghĩ là gia đình với con cái. Dạ. Chứ mày lo kiếm đi. Mà thật sự thì sau khi mà chia tay người yêu xong á thì mình thật sự mình cảm thấy là mất niềm tin hả? Thì sợ. Cũng có mất niềm tin sợ lại yêu. Nó cũng sợ yêu, nó cũng là, nhưng mà mình mong là sẽ có một người nào đó thay đổi cuộc sống của mình. Dạ. Bây giờ để cho mẹ đi tìm con dâu được không? Chị có giờ chị đi tìm con dâu chị ép nó không chị? Dạ đúng rồi, giờ cô nào mà mẹ. Cô thấy người này dễ thương, người kia tính tốt, cô giới thiệu cho anh Hiếu không? Có, cô cũng có tâm sự, nói chung là những đứa mà cô thích thì Hiếu lại không thích. Điều đó không có hợp, nhưng mà nói thôi giờ mình có ở bên ta đâu mà hợp, phải ở rồi mới hợp chứ. À, cậu phải cho ở rồi mới hợp luôn. Thì ý là như vậy, nhưng mà cô nói vậy nhưng mà nói không có hợp. Giống như là mỗi lần em cũng hay bị cái sợ, nỗi sợ hãi khi mà Tết nhất hoặc là mỗi lần mà họp bà con lại với nhau á, ai cũng nói hết mình rất là sợ, mình không dám ngồi nói chuyện luôn á, rất là đau đầu. Yeah. Nhiều lúc cô cũng tâm sự là giờ tuổi là tuổi lớn rồi, nhưng mà mình phải có một gia đình. Dạ. Yeah. Dù sao nữa mình về mình có vợ con nó cũng vui. Nhiều lúc đi làm về thấy thùi thùi vậy thấy cũng tội.